Ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với DTN Gamer ha. Và hôm nay mình sẽ làm một video về Stardew Valley. Và thật ra video này đã được lên kế hoạch từ cách đây 2 năm rồi, mà thật đó mình hơi làm biếng á, thì mình chưa làm cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm luôn. Và thuận tiện sắp phiên bản 1.5 sắp ra mắt á, thì mình cũng sẽ làm. Tại vì cái phiên bản 1.5 á, thì cái việc mà anh em làm gọi là full cái sao xa rất là quan trọng ha. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm đầy đủ sao xa. Đó, thì sao xa là một cái thứ rất quan trọng, bởi vì nó có thể giúp cho anh em tăng cái năng lượng tối đa. Thì một sao xa thì nó sẽ có giá trị là trước mắt khi mà anh em nhận nó thì anh em sẽ nhận được 250 máu và 115 năng lượng ha, khi mà anh em bấm vào sử dụng, và nó sẽ hiện có một cái biểu tượng sử dụng lên đó. Còn cái việc đó là việc chỉ được xài một lần, còn khi nào mà anh em mà sử dụng một sao xa thì nó sẽ cộng được 34 năng lượng vĩnh viễn, và max của chúng ta sẽ là 7 sao xa ha, 7 sao xa, và nó sẽ được 578 năng lượng, và cái năng lượng này gọi là mát rồi. Và nếu như nó nhiều hơn thì một là mod hay là hack đó, được chưa? Đó, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh em kiếm 7 cái sao xa đó. Và 7 sao xa này ngoài ra nó còn có tác dụng nữa, khi mà mình đến bộ bản 1.5 ấy thì nó sẽ qua một cái hòn đảo mới ha. Nó sẽ qua một cái hòn đảo, đảo trên biển á, đảo Ringer ấy, thì nó có một cái nhiệm vụ, nó chính là cái perfection. Thì khi anh em tìm đủ cái số lượng đó thì nó sẽ cung cấp cho anh em một lượng perfection nhất định ha. Đây thì anh em có thể thấy là for our tarot này, Z này, thì nó sẽ được khoảng gần như là 100% rồi này, anh em thấy không? Đây chỉ còn cái drafting là 9 món đồ nữa, 9 món đồ, một món đồ nó sẽ có giá trị là 1%. Khi draft đủ thì nó sẽ lên 100% ha. Ok chưa? Rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với video hướng dẫn anh em kiếm tất cả các tarot nhé. Ngoài ra thì tarot nó còn có tác dụng khá là hay nữa, khi mà anh em sử dụng, anh em đã xác định là tarot nằm ở đâu thì anh em cũng chưa có cần phải bấm vào nó vội ha. Để dành khi nào anh em xài hết năng lượng rồi thì anh em hãy bấm vào thì nó sẽ có lợi hơn. Ok. Rồi chúng ta cùng đến với cách kiếm tarot nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với quả sao xa đầu tiên ha. Thì đây là một quả sao xa có thể nói là thời gian đầu tiên mà cũng như là đầu tiên luôn, nghĩa là mình dễ làm nhất. Đó chính là khi mà vào game này thì mới vô anh em sẽ phải làm một công việc rất quan trọng. Đầu tiên chọc chọt đúng không? Thì sau đó thì anh em sẽ phải đến đập hầm mỏ. Thì việc đi hầm mỏ nó sẽ cho anh em rất là nhiều tài nguyên, từ đại nguyên này, đồ mặc các kiểu, đồ ăn, đồ uống, nói chung là rất là nhiều thứ anh em. Phần lớn những tài nguyên cần thiết nó đều nằm ở dưới hang hết á, anh em phải xuống hang nhiều. Và khi anh em đạt được đến ngưỡng cửa có 100 thì anh em sẽ nhận được quả sao xa đầu tiên. Thì quả sao xa này nó sẽ nằm ở vị trí là tầng 100 của hang đầu lâu ha, hang mai thường ha. Thì anh em sẽ đến tầng 100 thì nó sẽ có cái rương. Và khi mình đã nói ở đầu video đó, là khi nào anh em cảm thấy hết năng lượng á, ví dụ như mình có thể xài hết năng lượng của mình làm sao đó bị hết năng lượng ấy, thì anh em hãy bấm vào xài, tại vì nó có cái tỷ lệ năng lượng với lại máu hồi lại á anh em, nên anh em có thể tận dụng nó. Tại vì thời gian đầu thì năng lượng cũng khá là hiếm á, mình chưa có đồ ăn đủ để hồi đâu. Đây chính là ngôi sao xa đầu tiên ha, tầng 100 của Hàm Mai nhá. Đó thì khi sử dụng thì chúng ta sẽ được cộng 30 máu, 34 cái năng lượng ha. Đó, 34 năng lượng vĩnh viễn, được chưa? Rồi thì đây là cái dễ nhất mà khi anh em đạt được. Rồi với cái thứ hai ấy, thì anh em sẽ làm ở thời gian sau một tí, đó chính là thông thường thì anh em chơi game một mình á, anh em sẽ kết hôn với lại một cái dân làng, anh em sẽ muốn kết hôn với một dân làng. Thì trong game này anh em có thể kết hôn với cả nhân vật nam hoặc là nhân vật nữ, tùy anh em nhé. Anh em thích kết hôn với ai cũng được cả, nam nữ ok hết, nhưng mà miễn anh em kết hôn là được. Thậm chí Robert khi mà anh em kết hôn với lại nó thì nó vẫn sẽ cho anh em một cái món quà là cái startup luôn. Và khi anh em chơi co-op á, thì anh em có thể kết hôn với một người chơi khác thì nó sẽ nhanh hơn. Chỉ cần kết hôn một phát thì nó sẽ thưởng cho anh em một cái ở ngay trong nhà luôn ha. Còn khi mà anh em kết hôn với dân làng ấy thì nó sẽ cần một số điều kiện nhất định nữa. Rồi mình sẽ review cho anh em xem nhé. Ví dụ như anh em thấy ở đây nè, khi mà anh em mà kết hôn với người chơi á thì nó sẽ nằm ở đây nè anh em ha. Anh em sẽ bấm ở đây là anh em lượm được luôn, nó có một cái hộp quà ở đây. Còn khi mà anh em ở trong cái chế độ gọi là chơi đơn, hoặc là anh em kết hôn với dân làng á, người chơi khác, thì anh em nhận sao xa thì anh em sẽ đợi cái nhân vật của chúng, những cái con nhỏ nó sẽ vào đây nè anh em, vào trong cái spawn này, sau đó anh em sẽ nhận nó ở đây nha. Đợi tí, không biết khi nào thì Abigail sẽ đi vào. Thì nếu mà Abigail đi vào thì mình có thể nhận được ha, với điều kiện là phải là 14 team nhé, 12.5 team anh em nhé. Đây là 3, 6, 9, 12, vì mình chưa có được nên là mình sẽ hack team anh em nhé. Còn khi anh em chơi thì anh em cứ tặng những bốc quà mà anh em đã biết họ sẽ thích thôi. Đó, đây thì mình sẽ lên team luôn. Đó, anh em thấy không?
Thì anh em bấm vào người nó sẽ cho anh em một quả sao xa luôn, không nhất thiết là phải vào spawn nhé. Điều kiện là 12.5 tim. Ok, đó là chính là cái sao xa thứ hai ha. Sao xa thứ hai thì cũng khá là dễ kiếm. Đó. Ok chưa? Rồi. Rồi, cái sao xa thứ ba là một cái sao xa cũng ok, rất là dễ thôi, nhưng mà từ để mình nghĩ có dễ không ta? Có lẽ là cũng dễ nhưng mà cũng không dễ lắm thôi, thì mình cứ làm cho anh em xem, anh em tận dụng mà làm thôi ha. Rồi, cái sao xa thứ ba thì có lẽ là anh em cần phải, thôi mình sẽ làm cái này trước đi. Đó chính là anh em sẽ quyên góp cho viện bảo tàng. Khi mà anh em quyên góp đủ số lượng cho viện bảo tàng thì anh em sẽ nhận được. Thì hiện tại là đây là một cái bản sale mà mình đã hoàn thành tất cả mọi thứ, gồm 95 cái anh em nhé. Hiện tại là 95 cái, tất cả kia là 90 mà đây là 95, 5 cái nữa là 95. Khi này hoàn được 95 cái gọi là donate cho viện bảo tàng, những cái cổ vật ấy. Đó. Anh em cũng đừng lo cái chỗ này thiếu, mà chắc là tác giả sẽ bé thực sau á. Rồi, sau đó anh em sẽ vào trong cái mục gọi là Resay này nè. Đó, collect này nè, collect reward này nè. Thì anh em có nhận được một sao xa nữa. Đó, thì sao xa này hơi cực tí, nhưng mà dù sao thì anh em cũng phải làm thôi. Muốn hoàn thành game, đặc biệt là 1.5 thì anh em phải làm hết ha, làm hết cái viện bảo tàng luôn thì mới được. Vừa được thành tựu nữa, vừa được thành tựu, sau đó anh em sẽ được thêm một thứ nữa, đó là một cái chìa khóa. Cái chìa khóa mà hình như là khoảng 80 hay 90 gì đó, thì ông sẽ tặng cho mình một cái chìa khóa, và nó sẽ nằm trên cái wallet của chúng ta ấy. Đây là cái chìa khóa reset nè, Rusty Key nè. Đó, thì với cái chìa khóa Rusty Key này anh em có thể mở được cái hầm ha, hầm silver ha, hoặc gọi là cái cống á, anh em cứ gọi cái cống hay cái hầm gì cũng được. Thì hồi nãy là 3 đúng không, bây giờ đến cái 4. Thì anh em xuống đây anh em sẽ nói chuyện với cái Robert, thì Robert sẽ bán cho anh em một cái, một cái với giá là 20.000. Ok, 20.000 là cái thứ tư. Ok không? Cái này thì cũng tương đối dễ ha, và nó gắn liền chung với lại cái nhiệm vụ của cái viện bảo tàng ha. Không nhất thiết mà hoàn thành viện bảo tàng trước đâu anh em nhé. Chẳng qua là mình làm video thì mình sẽ làm hai cái nó cùng lúc luôn. Còn đâu thì anh em chỉ cần đến đây trước khoảng 8-90, miễn là ông Winter ông đến cho anh em chìa khóa trước, anh em mở xuống thì anh em sẽ được cái này luôn ha. Đó, anh em sẽ được cái thứ tư. Đó. Rồi, chúng ta đến với cái thứ năm. Thì cái thứ năm thì nó có vẻ là cũng tương đối dễ, nhưng mà nó yêu cầu á là nó sẽ nằm vào mùa thu, và cũng như là anh em phải biết tận dụng những thứ mà mình cần. Thì trước tiên á thì anh em mình sẽ dẫn anh em đến một cái gọi là rừng bí mật ha. Rừng bí mật. Rừng bí mật thì nó nằm phía bên trái của rừng gọi Cinder Round ha, Cinder gì đó. Châu không nhớ đâu, mình chỉ nhớ là khu rừng thôi, khu rừng nhà Manny. Và nó nằm bên này, và anh em để ý nè. Khi mà anh em gặp cái xe heo ấy, thì anh em để ý là ở đây nó có một cái hạt giống gọi là Rasic. Rasic và bản tiếng Việt hóa ấy, thì nó gọi là hạt giống hiếm. Và hạt giống hiếm này nó sẽ trồng vào mùa thu, và nó sẽ mất cả mùa để có thể phát triển được ha. Và mỗi mùa thì mỗi lâu lâu nó bán thì nó chỉ bán được một cái thôi ha. Còn nếu như anh em nào mà mua được nhiều đồng đội kiểu thì anh em có thể trồng thêm để cho những người chơi khác tận hưởng cái cảm giác gọi là xài sao xa. Tại vì lên năng lượng thì anh em sẽ làm được nhiều việc lắm, và về sau anh em sẽ không có lo vấn đề năng lượng nữa. Đó. Rồi, thì đây là khu vực gọi là rừng bí mật. Đấy. Đây là rừng bí mật đây. Ở trong rừng bí mật này sẽ có một ngôi tượng, một cái bức tượng của Jaba, nói chung là có cái tên không? Thiền sư cái kiểu gì đó. Thì ở đây á anh em có thể nhấn vào, thì đây là ông ấy gọi là mắt nè, ông ấy là sư phụ Cannoli đó. Bây giờ nó sẽ tìm một cái gọi là thức ăn gọi là ngọt nhất và ngọt tuyệt hảo, thì chính là cái mà Rasic của anh em á, Rasic này nè, hạt giống hiếm á, thì nên trồng xong nó sẽ ra là gọi là trái berry siêu ngọt đó, berry game siêu ngọt, thì anh em cần nhét vào mồm ổng đó, nhét vào mồm ổng, nhét vào mồm ổng thì ổng sẽ nhét vào mồm mình một cái gọi là sao xa anh em nhé. Đấy, ông sẽ cho mình một cái sao xa bù lại. Ok chưa? Đó, ok, thì đó chính là cái thứ năm. Cái thứ năm thôi ha. Rồi. Còn cái thứ sáu ấy, thì cái thứ sáu thì nó nằm ở cái chỗ hơi khó chút nha anh em. Hơi khó là tại vì cái này nó sẽ lại làm 4 mùa, và cũng như là anh em phải có kinh nghiệm câu cá các kiểu thì mới ok. Đây, đó chính là cái yêu cầu mình nghĩ là cái nhiệm vụ chắc là khó nhất rồi. Khi mà anh em phải câu tất cả những cái danh mục cá, cũng như là những cái sản phẩm mà mình có thể lượm ngoài biển, bẫy cá hay là tất cả những thứ, gồm có 5 con cá huyền thoại và những con cá siêu khó, và cũng như là tất cả những con cá của bọn mùa khi anh em hoàn thành cái này. Thì cái việc này thì mình đã hoàn thành ở trong một cái
video livestream rồi, rất là nhiều lần rồi, khoảng 4-5 lần rồi, nên là anh em chịu khó xem livestream đi. Còn không thì anh em cứ đơn giản mà nghĩ là anh em có thiếu con nào thì anh em câu con đó. Mà nếu danh mục này khó quá thì anh em hãy lên trên cái wiki á, anh em search những con cá nào thiếu ở mùa nào ấy. Thì tốt nhất là anh em phải lên kế hoạch nha. Nếu anh em muốn phá đảo nhanh thì anh em phải lên kế hoạch nha. Tại vì anh em không lên kế hoạch thì anh em phải dẫn đến việc anh em sẽ không làm kịp cái này đâu. Nó sẽ mất khoảng 2 năm hoặc 3 năm của anh em. Khá là phiền ha. Nhưng mà nhiệm vụ này cũng tương đối dễ thôi ha. Bây giờ mình câu cá bờ rồ rồi mình có quyền gáy. Đó chính là quả sao xa thứ 6. Rồi, chúng ta đến quả sao xa thứ 7 thôi. Ok, thì quả sao xa thứ 7 thì anh em có thể kiếm bằng cách là tham gia cái lễ hội mùa thu ha. Thì có hai cách, một là anh em có thể bỏ tiền ra anh em mua những cái ticket á để có thể tham gia những lễ hội này. Và cách dễ nhất để có thể gọi là kiếm được cái điểm này, 2000 điểm này á, 2000 điểm ticket này á, thì anh em có thể là câu cá ha. Tại vì lễ hội này nó không có giới hạn thời gian, nên là anh em cứ câu cá đi, mỗi lần câu cá được 100 mấy 200 ấy. Nên anh em câu cá giỏi thì được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn ha. Còn nếu như anh em mà thích chơi xổ số thì anh em có thể chơi xổ số luôn. Ví dụ như 100 thì nhân 2, rồi 200 thì thành 4 ha, 400 ha, 400 là 800, miễn sao anh em đủ 2000 là được. Nhưng mà là khuyên anh em thì anh em hãy lên câu cá, tại vì câu cá nó dễ, với lại là nó cũng không yêu cầu thời gian. Đó, thì anh em sẽ tốt hơn. Thì sau khi anh em đủ thì anh em lại shop, anh em mua, thì anh em sẽ được quả sao xa thứ 7. Và anh em sẽ được 508 năng lượng, gọi là max năng lượng ha. Cũng như đạt được một thành tựu gọi là full sao xa. Đó, thì chúc anh em thành công. Cũng như là anh em sẽ xem cái series này ha. Mình sẽ làm thêm mod, thêm đồ để cho anh em xem ha. Ok, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.